Bài thuyết pháp ứng khẩu đầu tiên. Tháng 2, ngày rằm tại ngôi Tây An cổ tự. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư đồng đạo, lần giảng này cũng như lần giảng vừa rồi đều được đồng đạo trưởng ấu tham thính đông đúc, khiến cho lòng tôi tràn ngập nỗi vui mừng và đau đớn. Tôi vui mừng vì được thấy việc đạo đức còn được nhiều người nhớ tưởng, song phải đau đớn vì sự vắng mặt của Đức Thầy hơi lâu, làm cho có nhiều trường hợp gai ngạnh xảy ra giữa khối tín đồ, làm thành duyên cớ cho kẻ ngoại đạo mỉa mai, và một phần người thiếu đức tin đâm ra chán nản mà gần như không còn giữ lấy công việc công phu trai giới theo thường lệ. Vì lẽ ấy, tôi không ngại sự hiểu biết non kém của mình, đã nhiều lần đứng ra nhắc nhở đạo đức từ vùng này đến vùng khác trong khu vực Phật giáo Hòa Hảo, để cho người đồng đạo sực nhớ lại lời phát nguyện, sự quy y của mình mà chữa trị cái lầm lạc tội lỗi mà chính mình đã gây ra sau ngày Đức Thầy vắng mặt tới giờ, cho không còn tái phạm nữa. Thưa đồng đạo, chúng ta đã đặt chân vào cửa đạo, đã mang danh là một tín đồ nhà Phật, nhất thiết về kinh luật của Phật chúng ta phải học, và trước tiên phải hiểu rõ tam quy ngũ giới, vì nó là một nấc thang đầu tiên của sự hành đạo. Tôi xin lược giải tam quy ngũ giới như sau. Tam quy: 1. Quy Phật. 2. Quy Pháp. 3. Quy Tăng. Đức Phật đã vì quá thương xót nhân loại chúng sanh còn bận trong cõi khổ, nên từ trước đến nay có vô số kiếp Ngài đã phải ra vào cõi ta bà này cứu với vô lượng chúng sanh khỏi biển trầm luân thống khổ. Không có một sự chánh đáng nào mà Phật Ngài không hành, không có cái phương tiện nào mà Phật Ngài không dụng, và không có một việc khổ đau nào mà Phật Ngài không chịu được, chỉ vì sự quá độ chúng sanh vậy thôi. Cái đức độ từ bi của Phật thật không chỗ cùng tột. Ngài từng hy sinh mọi nhu cầu cần thiết có quan hệ đến tánh mạng của Ngài cho chúng sanh. Ngài tự phải nén lòng trốn xa cha già trong khi hiu quạnh, lìa bỏ con vợ đương độ thơ ngây. Địa vị vua chúa đối với Ngài không màng, lầu son gác tía đối với Ngài không luyến, mà hết cả trân phẩm báo vật, mỹ nữ cung nga, mọi sự dục lạc thường tình đối với Ngài chẳng hề cảm nhiễm. Chỉ quyết lòng đi tìm kiếm cho kỳ được chánh đạo nhiệm màu, trước độ mình thoát khổ, sau cứu vớt chúng sanh khỏi nẻo sanh tử bệnh tật. Quả nhiên, sau 6 năm tham thiền khổ hạnh, Ngài chứng quả Như Lai. Từ đó, Ngài trụ thế dạy dỗ chúng sanh suốt 49 năm trời, độ được vô số chúng sanh đắc đạo, và Ngài cũng độ cho vua cha và vợ con của Ngài với tất cả quyến thuộc thân thích, đa số được thành tựu viên mãn. Tuy nhiên, lòng từ bi của Phật Ngài chưa lấy làm thỏa mãn. Ngài nguyện cho đến khi nào không còn một chúng sanh chịu khổ nơi cõi ta bà thì Ngài mới vui nhập Niết Bàn. Như vậy, đủ tỏ cho chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật không lúc nào bỏ quên chúng ta, mà vẫn thương yêu chúng ta như mẹ đối với con, hằng muốn cho chúng ta được an vui lâu dài, chứ chẳng hề muốn trông thấy chúng ta đau khổ. Đối với tâm đức cử chỉ của Phật như đã kể lược nơi trên, khiến cho lòng chúng ta không xiết cảm động và kính phục, mà thành tâm nương về nơi Đức Phật. Trước nhờ sự cứu vớt của Ngài, sao soi lấy tấm gương đại từ bi, đại hùng lực đó để trao dồi cho chúng ta một ngày gần đây hoàn toàn trở nên người đầy đủ giác ngộ đạo lý, đáng được hầu hạ dưới chân Đức Phật. Như thế gọi là quy y Phật. Song, chúng ta không chỉ nương về Đức Phật bằng cách kính phục hoặc làm theo một ít việc đại khái của Phật quá suôn sẻ vậy được, mà là chúng ta phải gia tâm cứu xét kinh nghĩa, luật luận của Phật một cách tường tận,
rồi tuần tự hành theo từ khoảng một cho hợp với trình độ hoàn cảnh của mình, mới dẫn nhập đến chỗ cực tinh cực diệu của đạo Phật được. Vì các pháp giáo đã có trong đạo Phật bấy lâu, đó là do Đức Phật lúc tại tiền thiết ra. Sau khi Ngài tịch rồi, các chư vị đại đệ tử của Ngài mới cu hợp nhau lại mà biên lục thành tập gồm có ba tạng: kinh, luật, luận. Trong đó Phật có phân tách rành rẽ từ việc một của cả vũ trụ vạn hữu cho các chúng sanh hiểu thấy đâu là nhân duyên hợp thành, đâu là nghiệp quả kết hiện, một cách tỉ mỉ rõ rệt để cho chúng sanh đầy đủ đức tin mà cả quyết được sự giải thoát của mình. Kinh pháp như là một ngọn đuốc, một cây thước, nó có sức làm ngay được vật, làm soi sáng được lối đi. Kẻ tu hành không thể không lấy nó làm ni tất được, mà nhất định phải có hơn nữa. Chúng ta cung kính và nương về nơi kinh pháp, vì kinh pháp đó do Phật thuyết ra, như vậy gọi là quy y pháp. Đối với các vị tăng đã được Phật truyền phó y pháp hoặc đạo đức uyên thâm, tu hành chân chánh, từng hy sinh cứu thế độ nhân, không quản đến sự khổ sở, chẳng núng trước cảnh sang trọng, hằng giữ gìn tinh nghiêm giới luật, trong lúc chưa gặp Đức Phật, chúng ta phải nương về các vị này để trông nhờ sự dạy dỗ, không dám giải đãi hoặc khinh lờn, vẫn một lòng chăm lấy sự đạo đức do các vị dạy cho làm theo. Cũng như trường hợp của chúng ta đối với Đức Thầy hiện giờ vậy, tuy không có y pháp cụ chứng, nhưng được Phật sắc truyền giao, như vậy gọi là quy y tăng. Ngũ giới: 1. Sát sanh, 2. Đạo tặc, 3. Tà dâm, 4. Vọng ngữ, 5. Ẩm tửu. Những khi rượt bắt con vật để làm thịt, ta sẽ thấy nó chạy trốn một cách thương hại. Nó sợ chết và muốn sống như ta. Ta há nở lòng giết nó một cách vô cớ được ư? Trong khi ta chưa trì trai được, vì lẽ lúc này ta còn phải làm việc sóc giác theo khuôn khổ của đạo nhân nhiều hơn. Thành thử buộc ta dùng một ít cá thịt, vừa với sự nhu cầu để giúp cho sức khỏe của ta được có nhiều, để làm cho công việc khỏi bị chậm chạp vậy thôi. Chớ ta không gì lấy miếng ăn làm thú vị. Rồi đây ta sẽ lần lượt từ chỗ tâm chay tiến đến thực chay một cách trọn vẹn, nếu trình độ và hoàn cảnh của ta cho phép ta đến đó. Đối với loài vật cũng như loài người, lúc nào ta cũng phải xem xét từ cái tích tắc trong việc làm của ta, không để phải hại đến mạng sống của nó. Và ta không nuôi ý muốn giết, hoặc là vui thấy hay nghe cho kẻ khác giết nó một cách vô cớ. Lại ta cũng không nên nuông chiều cái khẩu dục, sát hại loài vật một cách quá đáng hơn sự nhu cầu thường lệ của ta. Như vậy gọi là giới sát sanh. Phải làm lấy việc để cung vào sự sống, phải có sanh kế để nuôi dưỡng sát thân. Song trước khi làm những việc này, ta phải củ soát lại nhiều lần, thấy rằng chân chánh rồi sẽ thi thiết sao. Giàu có không được bê tha xa xí, cho phải nghèo, cũng như người nghèo chẳng được dựa vào chỗ thiếu hụt, chẳng chịu nỗ lực làm ăn, lại sanh ra biển lận trộm cướp của người về nuôi sống cho mình, mà quên rằng kẻ đã làm ra được của ấy, họ đã đổ ra biết bao nhiêu mồ hôi công khó mới tạo ra. Nay ta lấy của họ, ta sung sướng, họ đau khổ, mà họ là đồng bào ta. Không thì cũng loài người vẫn muốn sung sướng, sợ đau khổ và biết tiếc như ta, thì lẽ phải ta nên giúp họ nhiều hơn, chớ lòng đâu vui xài của họ bằng cách gian tặc như vậy được. Tóm lại, bất luận sự vật nào, nếu không phải của ta thì nhất định không được lấy, và ta cũng không xúi cho kẻ khác lấy, ví dầu thiếu món đó mà phải chết đi nữa.
Thà là ta chịu chết, chứ không đành làm việc phi nghĩa có hại cho đạo đức của ta và người khác. Như vậy gọi là giới đạo tặc. Sắc đẹp là món ưa thích nhất của cả một thế giới loài người. Trái lại, nó cũng chẳng kém gì hầm lửa, biển sóng, hay giết được người dễ dàng. Kẻ tu hành phải tránh nó, đừng đợi nó tránh mình. Thắng được nó là một việc rất khó, song không phải là không thắng được, mà hễ khi thắng nó được rồi, sẽ nhẹ được nửa phần chướng ngại của sự tu học. Cho nên sắc đẹp đối với người tu hành nào cũng cần phải thắng phục được nó, đừng để nó sai khiến lại mình. Dù nam nữ cũng vậy, đều phải chú trọng lẽ trinh chánh làm gốc, sẽ coi nó là việc quan hệ đến đời sống hiện hữu và tương lai của mình rất nhiều, mà hết sức bảo vệ cho trong sạch. Kẻ thắng được sắc đẹp là hạnh phúc, bại vì sắc đẹp là khổ nhục vậy. Cả đến sự nằm, ngồi, đi, đứng, nghe, thấy, nghĩ tưởng có thể phạm tội dâm được, nếu trong lúc đó nơi mình có chủ quấy. Mà điều này, bề trái của nó rất dễ phạm tội dâm vì nó không hình, và rất hại cho trí tưởng, phải mờ ám điên đảo. Cho nên luật đạo răn ta không nên dễ dãng dở con người, phải giữ sự trinh chánh cho ta và cho kẻ khác, để tránh khỏi cái nhân quả hỗn loạn của ngày mai. Việc này dù phải nát thay cũng gắng làm cho được, mới đạt đến quả phẩm siêu diệt của đạo Phật. Như vậy gọi là giới tà dâm. Cái lỗ miệng là một tai hại trong tam tai. Việc nói láo là một tội ác trong bốn tội ác của lỗ miệng. Chuyện có nói không, chuyện không nói có. Việc đủ cho rằng thiếu, việc thiếu cho rằng đủ. Đặt điều kiếm chuyện làm cho giữa người này người khác hiểu lầm nhau. Giao kết hứa hẹn, ngày kia đổ ra ngày nọ. Và trước tụng đình, không biết bao nhiêu sự đôi chối lẫn nhau, đến nỗi phải thề thốt đủ lẽ. Dây do một phần lớn của sự nói láo mà ra. Lời nói của mình thường được kẻ khác tín nhiệm. Danh giá của mình đã làm cho người kính nể, mà chỉ vì một việc nói láo là cũng đủ làm hư hại hết cả. Mà khi đã bị hư hại rồi thì khó mà thâu hồi được như cũ. Cho nên kẻ ở trong đạo đã hiểu lấy cái giọng ngữ là một cái hại cho sự tin tưởng, sự thân ái, sự hòa nhất giữa nhau, và cũng là một cái nhân không chánh đáng cho mình, mà lúc nào cũng nhắm vào sự thật để mà nói năng hứa hẹn và tường thuật với kẻ khác. Tránh tất cả chuyện mơ hồ, sai xiển, dối mị trong việc nói, dù hạng nào cũng vẫn giữ như thế. Như vậy gọi là giới giọng ngữ. Kẻ thù của trí não là rượu. Nói nhây nhưa nhầm lẫn, thấy chán dáng mù lòa, thần trí dễ bị hôn loạn điên đảo là kết quả của bệnh rượu vậy. Rượu khiến cho người gây nên tội sát nhân, tội tà dâm, tội phạm thượng, tội cướp bóc và tội hay đánh vợ mắng con, gây ó chửi rủa kẻ hàng xóm, và đến phải nằm bờ ngã bụi, la liệt đầu đường xó chợ, không còn biết nhục nhã xấu xa. Rượu dẫn người đến chỗ tù tội xấu hổ khôn cùng. Kẻ tu hành đạo đức phải cự tuyệt nó, không hề dùng đến một nhỏ, chỉ trừ khi bệnh do lương y dạy cho mới được dùng, khi khỏi bệnh rồi thôi. Để bảo vệ trí não được bình dị sáng suốt, hầu tránh được mọi sự thấy biết sai lầm, có tai hại cho mình và cho kẻ khác. Tóm tắt, rượu là một thứ có tánh nóng cực đoan. Nó hay làm hư hại trí óc của ta, dễ dắt ta đến chỗ tội ác tình tệ, và cũng làm trở ngại đức hạnh của ta chẳng nhỏ. Nên ta tự quyết không uống rượu, và cũng không bao giờ ước ao nghĩ tưởng đến nó nữa. Như vậy gọi là giới ẩm tửu.
Tóm lược, tam quy ngũ giới dạy cho ta phải nương về Đức Phật, chăm học pháp giáo của Phật và hướng theo các vị tăng sư chân chánh để mà tu tập. Ngoài ra, ta phải tránh hẳn sự giết chóc, trộm cướp, dâm loạn, láo khoét, chè rượu, đổi lại lòng nhân ái, bố thí, lễ độ, chân thật, sáng suốt và bầu dưỡng cội nguồn phước huệ cho Ngài được phổ cập rộng ra khắp mọi người, thì sẽ nắm lấy được cái diệu quả nơi cõi chí thiện được. Thưa quý đồng đạo, còn có cái phúc nào hơn được cái phúc chúng ta sắp chết trong cõi hạ nguyên mà được Đức Thầy ra tay cứu vớt? Tuy trót 7 năm trường Đức Thầy vắng mặt, song không phải là tuyệt vọng, mà là có một ngày gần đây Đức Thầy sẽ trở về. Và hiện giờ sấm giảng vẫn còn sờ sờ tại nhà của mỗi chúng ta. Ấy là phương dược rất màu để cứu sống chúng ta đến ngày kết cuộc. Chúng ta không để cho vật chất lôi cuốn, tiền bạc cám dỗ, sắc đẹp mê hoặc, hay một sức mạnh của danh vị nào trên đời này quyến rũ lòng chúng ta được. Chúng ta phải khắc phục được mọi lẽ ấy bằng cách tự giác lẽ dinh hư tiêu trưởng của trường đời một cách hẳn hoài để tiến đến chỗ cao siêu của đạo đức. Có thế, chúng ta mới tránh được sự hối tiếc của ngày mai vì tội lỗi mà hay lấy cái quả rất thê thảm dở dang cho đời mình. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo phần thuyết giảng tháng 2 hồi 10:50 tại Tây An Cổ Tự nhân ngày vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Tháng 2 thường lệ đến ngày rằm vía Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Nam nữ đồng tâm lai cổ tự, nguyện cầu thế giới sớm bình an. Nhắc tới đạo khiến lòng chua xót, tiếc sanh linh từ giọt máu đào. Muốn cho không bị mòn hao, nhưng ôi dòng máu cứ trào chưa ngưng. Đêm ngồi nhớ rưng rưng nước cơ mắt, ngày nghĩ ra ruột thắt cứ gan bào. Muốn cho đồng đạo cùng nhau, dưới trên đều được dồi trao tâm hiền. Nhưng lắm kẻ tham tiền tham bạc, chẳng kể chi sông thác đồng bào. Đến đây khuyên nhủ cùng nhau, từ nay xin hãy nêu cao tất cứ lòng. Hãy tu tịnh sạch trong má chân chánh, nên dồi mài tâm tánh thẳng ngay. Cuộc cờ dồi dạt đổi thay, tuồng đời càng xiết tới hoài không thôi. E cho kẻ bạc dồi rồng răng, khó mong gì sống đặng đến cùng. Tuy là nay quá hào hùng,
luật trời khi đến vậy dùng khó thay. Cất tiếng gọi gái trai đồng đạo tưởng đức cư thầy trí nào dồi mày. Đường xa chớ lạc đừng phai, gánh gồng dầu mỏi chớ lai tấm lòng. Phải gắn chỉ mới hồng thấy đạo, nên thiệt tình rõ báo năm non. Phải gìn trọn nghĩa tôi con, dẫu rằng lao lý chớ mòn chớ lơi. Cuộc thay đổi cùng nơi khắp chốn, đâu cũng đều hỗn độn như mình. Ngày kia nhờ có Ngọc Đình ra tay màu nhiệm để bình nhân gian. Nay khuyên chớ sầu than lắm nỗi, phải thiệt hành diền mối kệ kinh. Mặc dầu lao ly đến mình, khuyên nên giữ lấy bạch trinh tất lòng. Tu thời phải có công có đức, cả hai đều gắng sức mà làm. Tam quy ngũ giới phải kham, ba diện năm mối ráng làm chớ quên. Mong đồng đạo được nến tiên Phật, đến ngày cùng rõ biết cơ quyền. Nay còn chờ cuộc biến thiên, để xem nhân loại ngửa nghiêng thế nào. Tài của chúng hùng hào cho mây, dối có trời xét thấy dễ không. Ngày kia nhân loại đảo đồng, tưởng chừng như thể ở trong lửa lò. Quả ấy thật rất to bớ, chúng cần trao dồi ác cũng tránh xa. Hỡi này đồng đạo trẻ già, sự đời càng mãi diễn ra tai nạn. Bởi nhân loại tham gian thái quá, mãi giành nhau cơm ca giết nhau. Đến chừng nhân loại đồng bào thải điều thương mến đi cùng nhau một nhà, vậy mới khỏi căng qua khói lửa, được tránh ngày nghiêng ngửa đau binh. Nay còn sao xiến chân tình, kẻ hiền người dữ muôn nghìn lao lung. Hỡi đồng đạo thủy chung như nhất, để trao dồi đạo đức vẹn tròn.
dầu cho biển cạn núi mòn, với lòng mình vẫn sắc son một màu. Vậy mới được đạo cao đức cả, vậy mới rằng vị quả thơm tho. Bây giờ hãy ráng lần dò tìm qua cho được chiến đò từ bi. Đời lao khổ bởi khi tận diệt, đạo lu mờ vì mất thiện căn. Lắm người buổi trước sung săn, sao rồi lãng trí không bằng khi xưa. Nay đồng đạo sớm trưa gắn gỗ, nên thành lòng Phật đổ chẳng xa. Cuộc đời nhiều nỗi thiết tha, với lòng phải ráng hiền hòa bớ dân. Thương nhau phải lắm lần khuyên dứt, muốn cho nhau cùng bực sau này. Cũng đồng gặp Phật gặp Thầy, cũng đồng giữ hội rộng mây non đài. Đâu nỡ để nhân loại thống khổ, há đành vui những chỗ điêu linh. Nên đây khuyên nhủ tận tình, anh em đồng đạo ráng dình chớ buông. Khuyên gắn chí qua chuông vượt ải, để gặp kỳ tướng bái đàn đăng. Tuy là tình trạng khó khăn, ở trên cùng đã búa văng lưới màu. Tội với phước hai đầu đinh rõ, dữ hay lành đã có phân minh. Chỉ còn chờ sắc ngọc đình ra quay thì mới được bình thế gian. Nay khắp xóm cùng làng dưới thế, có Phật tiên bài kế đã rồi. Thuốc men hoặc giúp bằng lời, gọi kêu chư chúng biết đời hạ quân. Kẻ hữu chi xác thân chẳng kể, quý cứ trao dồi kinh kể được tròn. Dầu cho ôm yếu gầy mòn, dầu cho tai nạn lòng son một màu. Kẻ ngu dại được trao tâm,
nhập thánh siêu phàm. Những người quỷ quyệt khôn ngoan, ý mình tài cán chẳng toan tu trì. Sao trở lại ngu si dại dột, lại còn e chẳng được sống còn. Cuộc đời nhiều nỗi thoáng vion, anh em đồng đào rã bòn phước duyên. Tu cho rằng con tiên cháu ơi Phật, tu cho thêm non rỡ màu. Một phen nước mạnh dâng vào, cùng nhờ trên có thiên tàu giúp tay. Muốn cả thải ai ai cũng được, nhờ ơn trên ban phước ít nhiều. Ngày nay giữ lấy quy điều, gia công lại lục sớm chiều chớ quên. Tu phải được vững bền tâm chi, ngọc mài lâu ngọc ấy mới tinh. Mặc dầu hiền hậu lấy mình, không làm việc phước chân tình cũng luôn. Khuyên người hãy cần tu cho chóng, bởi cuộc đời đã mong lắm rồi. Đời ơi kia hỡi đời ơi, vì đâu mà phải có lời dạy khuyên. Bởi muốn kẻ thoát miệng lao khổ, bởi cuộc đời sắp đổ cùng gần. Muốn sao cho được toàn thân, muốn sao cho khỏi chịu phần nát tan. Nên đây phải kêu vang từ chập, muốn cho người tu tập tháng ngày. Từ đây đồng đạo gái trai, những ngày sóc dòng giáng lai chùa này, để nghe giảng nhớ thầy nhớ đạo, để trao dồi ngày thảo ý mình. Bởi vì thế cuộc linh đinh, nay vậy mai khác chưa bình chưa yên. Sợ đồng đạo vì tiền vì bạc,
để lương tâm phai lạc lu mờ. Nên đây phải dùng kệ cơ khuyên người gắn bó hằng giờ chớ phai. Hỡi đồng đạo gái trai già trẻ, đi đến đây lặng lẽ để nghe, nghe rồi khuyên hãy e dè tránh điều tội ác mới là thiệt tu. Nay cuộc thế dân đâu cũng ơi loạn, nhờ Phật ơi trời ngại răng chở che, để cho dân chúng khỏi mê lại còn được chống hoài về bồng lai. Đến đó mới an cư bình thản, khỏi hướng điều tai nạn hại hùng. Đạo đồng khuyên hãy giữ lòng, đừng cho ma quỷ đèo bồng nhiều như tâm giới trí thường thường mai miệt đức cùng ân cần thiết lo làm. Một khi đạo lý dình kham, thiên cơ sẽ rõ bắc nam sẽ tường. Muốn cho kẻ hiền lương chân chất, ấy là điều chữ Phật mong chờ. Đạo đồng khuyên chớ ngần ngơ, có ngày sẽ được hết mờ hết lối. Nay phải ráng cần ăn việc phải, nên lo làm chớ nài nhọc nhằn. Như xưa tam tạng đường tăng, gian lao biết mấy mới thắng Phật đài. Khuyên hãy ráng dòng cầu trên trước, sớm mau đem việc phước rải ban, khiến người mình thịt quá vàng, trong nơi tà mị mới ăn bơ trần. Khuyên hãy ráng dòng cầu trên trước, sớm mau đem việc phước rải ban, khiến người mình thịt quá vàng, trong nơi tà mị mới ăn bơ trần. Lời khuyên nhủ đạo đồng vững chí, từ nay đây đạo lý dồi mài, ngày kia mới đặng gặp thầy lại còn chứng quả non đài xuê xa. Nay tề tựu
ra về hãy để nhớ lâu, đặng mà trao trịa đạo màu nơi tâm. Mong cho kẻ ngọc lâm bước tới, muốn sao người đại hội được gần. Nay ở đây mài miệt tâm thần, khuyên đừng quê quái bơ dân thời này. Như Đức Phật, Đức Thầy xuống thế, bởi thương đời bề trễ đường tu, sợ Ngài tiêu diệt ám u, mới đem đạo lý vân du phổ truyền. Hỡi đồng đạo não phiền hãy dứt, điều tham sân nên diệt cho cần. Ngày kia mới được an thân, là ngày gặp Phật gặp thần vui tươi. Lời khuyên nhủ mọi người gắn bó, tiên giảng khuyên cho đó vui lòng. Đến đây chào hết đạo đồng, giảng cơ đã dứt thông dông ra về. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đây là bài thuyết pháp ứng khẩu. Ngày 30 hồi 10 giờ 55 phút tại Tây An Cổ Tự. Hỡi đồng đạo, nay ngày 30 tháng 2 năm Quý Tỵ, lần giảng này là kỳ thứ 3 của phiên giảng thường lệ ở tại ngôi Tây An Cổ Tự. Muốn đem lại kết quả chắc chắn của người hành đạo trong nền đạo Phật giáo hòa hảo, tôi không ngần ngại đem ra bàn giải cùng chư đồng đạo có 3 điều độc hại trở ngại cho sự đạo đức của chúng ta như sau. 1. Độc tham lam. Tại sao gọi tham lam là độc? Đối trước cái lợi, nó hay làm mờ ám đôi mắt của người, khiến cho nước lớn xâm chiếm nước nhỏ, khối mạnh lấn hiếp khối yếu, giàu sang bức bách người nghèo, và cá nhân này mưu hại cá nhân nọ, gây ra nhiều cuộc nầu da sáo thịt, chém giết ghê tởm. Điều chỉ vì muốn tham lấy cái lợi cho mình mà tạo thành sự tranh đấu khốc liệt, để phải tội lỗi tàn ác cho người và cho mình điêu linh khổ sở. Rốt lại, nó cũng không đưa mình đến chỗ vinh diệu trường cửu, mà chỉ thường đem lại cho mình một cái chết vô nghĩa, cho nên gọi cái tham lam đó là độc. 2. Độc sân hận. Tại sao gọi sân hận là độc? Đối với vua tôi, hốt nhiên lỗi trung. Đối với cha mẹ, hốt nhiên lỗi hiếu. Đối với chồng vợ, hốt nhiên lỗi nghĩa. Đối với anh em, hốt nhiên lỗi hòa. Đối với bậu bạn, hốt nhiên lỗi tính. Dễ gây gắt, dễ trái tai, dễ nói ra những lời cắt đứt sự thân yêu, cung kính, và dẫn đến sự thoai đánh, chém giết, chửi rủa, đưa thân ra tụng đình, dẫn mình đến chỗ tù tội. Cuộc sanh hoạt dễ bị hư hỏng tan nát, con người mau cằn cỗi bệnh tật, không đem lại cho ta cái khoan nhã như thư thái nào, lại thường làm cho ta phải cuồng táo khổ nhục. Các điều này chỉ do lòng sân hận gây ra, cho nên gọi cái sân hận đó là độc. 3. Độc mê si. Tại sao mê si gọi là độc? Những cái phải cho là quấy,
cái quý cho là phải, những cái chánh cho là tà, cái tà cho là chánh, những cái thật cho là hư, cái hư cho là thật. Điều lành việc dữ luôn luôn hiểu ngược lại, làm cho sai xiển chân lý, gieo ra nghiệp nhân đen tối từ một người này đến một người khác, chằng chịt trồng tréo lẫn nhau để phải buộc vào cái bánh xe luân hồi sanh tử trong cõi ta bà mà mỗi chúng sanh từ vô thủy đến nay đã gấp mấy lần muôn triệu kiếp mà chưa thoát thân ra được. Trái lại, càng ngày càng thêm siết buộc cho mình vào đường tội lỗi, mà tựa hồ như ngây như ngất, chưa nhận ra đâu là sanh tử, đâu là niết bàn, để phải chịu thời gian giết mòn vô thường vật ngã, xương thịt chồng như núi Thái Sơn, huyết lưu đỏ như biển Đại Dương, nước mắt chảy dầm về hơn suối thác. Mọi việc ấy toàn là ở trong cái luyến ái, cái dục lạc mà nguồn gốc của nó sanh ra chỗ mê si. Thế nên gọi cái mê si là độc. Tham sân si ba điều này độc hại như thuốc độc, như rừng lửa, như lượng sóng to. Nó hay làm chìm, hay đốt rụi, và hay giết chết cội phước, sinh mạng trí huệ của ta. Chúng ta không nên dung túng nó một cách cẩu thả, cần phải tìm cách để đối trị. Thay vì cái tham lam đổi lại cái bố thí, cái sân hận đổi lại cái nhẫn nhục, cái mê si đổi lại cái trí tuệ, thì cái tham lam, sân nộ, mê si sẽ không còn nữa. Thưa đồng đạo, con người của chúng ta chẳng may sanh nhầm đời chiến tranh hỗn loạn, quanh mình đầy dẫy những gai gốc tàn ác, hầm hố tội lỗi. Tuy nhiên, còn được chút duyên lành mới gặp Đức Thầy ra đời nhủ lòng từ bi dạy dỗ chúng ta, được biết qua sự nhân quả luân hồi mà gắng sức tu hành, làm lành lánh dữ để trước độ rỗi tổ tiên cha mẹ được siêu thăng, sanh linh dân tộc khỏi đồ tháng, và sau đó cũng là một phương nhiệm cứu lấy chúng ta khỏi nỗi oan khiên xa nơi bể khổ. Nếu chúng ta không nhận lấy cái cơ hội này để tu hành, thì một ngày kia nó đã qua rồi, ta không sao tìm được. Ngày ấy là ngày chúng ta rất hối tiếc nhưng đã muộn. Vậy đồng đạo cũng như tôi, khó thể bỏ qua. Mỗi người phải tự trao lấy đức hạnh của mình, hầu đưa mình đến ngày thành đạt đạo quả. Rèn lòng thương hết sanh linh, học theo gương Phật nghe quên mình cứu dân. Quản chi gầy ốm xác thân, miễn cho đạo lý bộ gần đến xa, khiến cho trên thuận dưới hòa cùng trao lấy một sắc cơ già đấy thôi. Gác qua tất cả việc tội để làm dân sự đứng ngồi được an. Nay đánh cất một lời than, than đời không chúa như thoàn chạy khơi. Biết đâu gốc biển chân trời, trong cơn tân thối giữa vời lưỡng nan, lại là cùng phải thở than. Lúc này thầy lại xa ngàn ở đâu, trong cơn gió thảm mưa
sầu, lắm điều khổ nạn một bầu chịu chung. Từ đây thế cuộc hải hùng, cầu trên chư Phật nhủ lòng cứu dân. Đức Thầy mau sớm trở chân, dắt diệu bổn đạo thoát lần nạn tai. Hỡi này đồng đạo gái trai, từ đây phải ráng miệt mài chữ tu. Vì thân lao lý mặc dù, với lòng cũng vẫn sự tu vuông tròn. Tu cho rạng vẻ nước non, tu cho nhân loại sống còn mai sau. Tu cho khắp cả đồng bào, thái đều hưởng lấy sắc màu thơm tho. Nay đây người phải ráng lo, cuộc đời còn lắm gai go chưa ngừng. Sợ e nhiều cuộc dựng dưng, hết phiên rồi kế quả tần đảo điên. Lại còn giặc giấy ngoài biên, ở trong nội địa ngựa nghiêng vô cùng. Ấy là tai họa trần trung, ngày giờ tận diệt khó hồng tránh xa. Mọi mong mê đồng đạo trẻ già, từ đây ráng niệm Di Đà chớ quên. Đức Thầy vẫn ở một bên, vô hình hữu ảnh người hiền chớ ly. Nếu mình lòng tưởng từ bi, ắt là sẽ được hưởng thì nhiệm sâu. Khuyên nhau trao trịa đạo màu, từ đây phải ráng khẩn cầu thêm lên. Phải cần hòa thuận dưới trên, từ Nam chi Bắc hãy bền tâm tu. Đừng cho đạo lý mờ lu, phải cần vịnh vẹn một câu tính thành. Không nên quy tự tham sanh, phải cần liều chết giữ tình hiền lương. Mặc dầu gai góc bốn phương, với tâm hiền Đức Phật đường cứu cho. Cảnh tình thiệt quá đắng đo, nhưng mà chân chánh khỏi lo nạn nghèo. Mong sao qua ải lên đèo, mỗi người được thoát khùm béo khỏi nạn. Để cùng chầu Đức Minh Hoàng, để cùng gặp hội nhà bàn thử nào. Sự tu thì phải gian lao, gian lao mới được nghi quả cao bớ người.
Mặc ai nói cười cười, phận mình cứ giữ cho đời thanh cao. Dẫu rằng bão táp ồ ào, tâm kia bình tĩnh được vào cõi tiên. Khỏi đeo các cuộc trần duyên, không còn luân chuyển nơi miền phàm gian. Ơn trên chư Phật giáo ơi tròn, bởi vì thấy chúng mê mang giấc sầu, sợ cho đến cuộc đau đầu, vì gây tội ác khó hầu tồn sanh. Nên chi đêm môi đào lành, dạng cho tất cả nhân sanh nữ nghe tường. Nghe rồi đảm bạc rau tương, tu hành hai chữ hiền lương ân cần. Lại làm trọn việc tứ ân, tránh xa thập ác mới gần Phật tiên. Cuộc đời còn lắm đạo điên, sợ e thế giới ngựa nghiêng tan tành. Việt Nam dân quốc rối đoan, xiết bao khốn khổ giữ lành chịu chung. Nhưng mà đến cuộc hải hùng, hiền còn giữ mất lẻ trong ngữ luật trời. Khuyên ai hãy nhớ ngữ từ lời ra về, cũng ráng gìn nơi chân thành. Nhớ rằng tu phải thiết hành, ăn chay thì phải làm lành mới chay. Niệm Phật thì phải làm ngay mới là theo kịp với ngài Phật tiên. Xưa kia các đấng thiên liêng cũng là chịu khổ vô biên đấy rồi, mới là được có vị ngôi, mới là siêu xuất hơn người trần gian. Bây giờ thấy giới nghìn ngang, vừa vào vật chất mà thôn phế trời. Chừng khi tai nạn đến nơi, sức mình đã kiệt mới lời giấy gian. Chừng đi thì rất
muôn màng. Phật trời đâu cứu bảo tàng bơ dân. Nhổ khuyên đồng đào xa gần, bởi vì nay cái xác trần chưa yên, mai còn đeo cái bình phiền, cho nên không thể giảng khuyên được nhiều. Đến đây chỉ có mấy điều, chúc cầu đồng đạo được nhiều phước duyên. Lời giảng đến đây đã dứt rồi, đạo đồng lớn nhỏ đứng hay ngồi, thung dung cất bước ra về nghỉ. Kỳ tới sang nghe chớ thả trôi. Nam mô A Di Đà Phật.